vậy bà? Ăn rết xong chạy đi ăn luôn là sao? Rảnh quá. Cho ông chưởng nè. Không rảnh thì tôi chơi với ông, không rảnh nè. Nè. Rip tôi đâu có mất đâu. Chơi. Ở dưới đấy. Thích thì rảnh. Rảnh nè. Rảnh hai thằng rảnh. Rảnh khí. Rip tôi đâu có mất đâu. Đứng nó thích được bây giờ mà. Thích chỉ không? Rảnh há. Quá rảnh há. Ừ, lên đặt bao thù đi ra một sướng phải. Yên lành không muốn là thằng Di thọt luôn. Đi vô rừng tốn máu nữa. Mình không mất gì thì như nó thọt rảnh. Số 21 rồi. À boss chết hai mẹ. Cái da mất xe kìa. Trời ơi tinh trí. Quả tinh thì chỉ trên từng cây số. Chí quá. Sao bạn phản ứng kịp? Gì? Rình gì luôn nè. Bạn né hay vậy. Rồi. Tôi đứng tôi rình mà bạn né cũng được nữa ha. Hay dữ. Nữa hả ba? Ba rảnh quá ba. Giết luôn giờ. Để nó ba một mẹ không quan tâm. Nó đi với thằng mẹ không biết bất công gì bé ăn nó luôn á.
nó biết bất ra ngoài đó không? Mặt phải á. Em tính đánh hoa cài á. Mà sợ nó đánh phần trăm máu. Sợ nó hút phần trăm máu. Trời ơi, nó phải đơn giản đâu. Ê, ông để hai con rip đấy là cái bài rip này là nó thọt chắc rồi. Tự nhiên ông đẩy chỉ hai con rip vậy. Ông đẩy có hai con rip và bài rip ngang nhau thôi cũng được. Mà không nên làm vậy, ông để nó lính nhiều hơn lính mình là tôi lời rồi. Bạn mất thiêu đốt luôn. Thì kì, tao con này nó hút mà. Ờ, con này nó hút có đam à. Chia lại. Đã vậy chủ không bắn nó nữa chứ. Mà mệt. Anh em sắp mặt là đưa cái mặt vô. Quy luôn hả? Tưởng anh quy con chim rồi chứ. Ý nha, bị lừa tin rồi. Thanh niên là lừa tin tôi rồi. Ủa, bạn lên được thủ luôn. Được thủ luôn. Kìa, yeah, gan kìa. Thả ông đi. Thả ông đi trước. Ok, chết chắc. Công ty đâu mà chạy. Boss chết từ từ thêm boss. Wow, AD 04 này sẽ boss thì anh mẹ. Kèo là kèo, con Ari là hơn Serac rồi đấy. Ông chỉ nhận lúc đầu thôi á, chỉ lên level 6 là Serac hở cái là chết, hở là cái là chết. Chứ không phải là kèo mà Serac trên Ari đâu, thấy không? Chứ không phải. Ari nó outline toàn bộ kill Serac rất là dễ. Có ba cái là nó lao lên nó giết nó đơn giản. Qua ông này ông yếu trình thôi. Đó. Em đang chạy bộ đó. Ồ ồ. Thôi lui về, giờ bạn có công ty là mình chết đấy. Lui 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 lui. Bot nát cứ thế nó lại dụng nó gan liên tục. Trời, AD mình lên giày trước mua hai cái kiếm đồ răng. Thôi rồi. Đấy, ăn độc lửa. Ở đây giày đánh gì? Đỡ tôi thằng này. Lấy trụ đầu luôn rồi kìa.
Boss vậy nát phải rồi, ý kiến gì nữa. Tao chơi với mày quá. Tao chơi thì anh lên giúp cho dễ chơi. Tăng lên luôn, tăng tốc lên. À bạn chết chắc rồi. Chạy đi, người ta chờ, người ta trông. Số của tôi. Thằng nào chết đây nữa vậy? Em về. Rồi AD chết nữa rồi kìa. Một team này sao gánh ta? Rồi giờ AD chết. Thôi mấy bạn qua mấy anh kiếm kìa. Rừng 71 đã quá đã. Bóp lên Solari luôn. Bóp mấy nhầy lên cái nát. Nát thường để đỡ. Nát và nó bét bẹt mấy bên nhầy game mà team nó giấy không à. Nè em xanh tiếng bắn cái thùng rồi ông sội phút này có cái đấy là được rồi. Xin lỗi quá. Ok nội nó ra đây rình mình hoài. Oh shit. Bỏ bãi này đi.
đi về hết mana rồi. Mình vọng cơm mẹ nấu âm đi. Đây bên mình biết đánh á. Chờ nhà thằng Red nó lên nó vụt chết đấy. Rộng đèm đủ chết hai dòng lửa còn hơn ba dòng lửa tiếp số vậy lên vọng âm với số luôn. Số nhiều mới gắn được. Rồi tự nhiên số bó cũng chết chẳng biết nữa. Rảnh quá ha. Má à, đê bắt đầu là chết. Mình Red đâu chết. Đơn giản. Đó, đây này chết. Mình lên kênh 3 nè. Bơ vào đây. Ê thua. 4 phương 8 hướng rồi, 5 thằng luôn. Trời ơi, móc lốp các kiểu con đà điểu luôn. Thua. Dạ em thua rồi, xin chào thua.
đợi đợi đợi. Thảo công ty có không em? Không, em có anh tay chết kìa. Bà đo nè em. Có tay lên, có tay lên. Mai vậy bà. Anh ra để vấn đề này. Bà ro luôn đi nhỉ. Ở đồng đam, đồng đam, đồng đam. Mang cái đồng đam này nữa là vỡ mồm vậy. Shut down. Go, go, go. Người vẫn có hội bạn mới top à. Nụ mửa trụ kinh nè. Rõ cái thế nè, hai trụ. Z-Boss rồi, Labaron lẹ.
chơi bớt. Em là em thôi, nó mà đánh vô. Anh đi, thằng này cũng chống. Vô đây là bốc lên thành công. Ê, rồi luôn. Ông xanh bà mẹ nó không tanh luôn kìa. Nó bắt mình tanh, tanh nó hoài à. Thôi có axit thằng này được 16 thì đỡ. Mẹ em không tanh qua đâu là em giết rồi. Đi hết. Chui rồi. Má gì đó. Đúng không phép mình kìa. Nó tìm đó. Bên mình vật lý hay nhiều đấy. Toàn lên không phép. Ừ lên không phép đi mấy đứa. Con vô rít là chịu lên giáp thôi. Vô rít thì để ăn. Mấy đứa kia, mấy đứa xỏ hết nó đi. Mua cái này luôn. Rồi ra. Đi hết. Nên làm thành chiếc mạng anh ta. Dạ em rít cái gần chết hả? Nãy đó em rít một cái hai thằng trắng đó. Còn con thời rét của bắp phải làm gì? Thấy em Mari dưới ra rồi không về. Tập thùng sai quá. Nói là Ari nó ra được mà. Không, nó trúng cái thùng em cũng thường cái là chết. Mà đập thùng sai. Nói rồi đúng không? Ừ. Không quên nó có sự bích. Xong rồi kìa chết cái anh đi kéo. Xong nó mà chạy đi còn đứng nó mệt lắm. Hay tiếp tục đó. Đứng yên mà bắn mà. Bắn rít luôn, bắn luôn, bắn luôn. Trời ơi bắn luôn đi. Chạy ra đấy con Ari tới. Mình W rồi mình mới đi vào đấy mà đâu có thấy ai đâu. Vừa W mới chui vào nó nguyên một nồi luôn.
nón cái đi. Đó, nó mất hết bóp rồi đó. Tao lần ôi ôi không gì đâu, gì móc đi, gì móc chơi nè mày đi kìa. Thua sao được mà thua, tôi bóp kinh khủng. Giờ một cái thùng găng lam là hơi bị thối. Một cái thùng găng lam mà rip một cái là gần chết luôn. 2k đam. Chết luôn đó. Một cái thùng. Quên. Bắt chùm. Đúng rồi, trình tôi thành vàng thôi, thành chi nhiều.